Xin chào các bạn, tôi là Son Goku. Ok, hiện tại là tôi đang lên núi và tập luyện rất là nhiều. Và hiện tại là các bạn thấy là tôi đang vận kỳ. Rồi, và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là tất nhiên là mình Slenderman rồi, chứ mình không phải là Goku rồi các bạn. Thì mình đã hóa trang thành Goku. Và các bạn thấy là mình có thể vận kỳ nè, mình có thể bay nè. Đấy, rất là phê. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại với cái thử thách. Đó chính là thử thách sóng thần. Oh yeah. Và cái thử thách sóng thần lần này là được rất là nhiều bạn mong đợi và nó rất đặc biệt. Và thử thách sóng thần lần này có tên là thử thách sóng thần 7 viên ngọc rồng, mình thường gọi đó là Dragon Ball đó các bạn. Ok, và sao mình thấy vận kỳ này rất là đã. Đây là cái chiêu vận kỳ như vậy mà mình có thể bay nè. Rất là phê. Rớt. Khi mà rớt xuống thì nên thả từ từ thôi, nó sẽ đỡ mất máu hơn khi mà ở trên cao. Oh yeah. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào thử thách nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đi chặt cây cái đã. Mình thích những cái cây này hơn. Và nếu các bạn thích video của mình thì hãy nhớ là dừng video lại, like một cái, để chứng minh cho mọi người biết các bạn chính là fan chân chính của mình. Cùng với đó là đăng ký video, chia sẻ video. Và cái điều quan trọng nhất khi coi video của mình là hãy xem hết video nè. Khi có quảng cáo hiện lên thì hãy coi hết quảng cáo. Hoặc là nếu có quảng cáo nó hiện lên trên màn hình á thì các bạn bấm vào giùm mình để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta đang bắt đầu thử thách sóng thần. Có lẽ các bạn nhìn cái giao diện này các bạn sẽ tưởng mình là đang ở cái chế độ sáng tạo đúng không? Nhưng mà các bạn đã sai rồi, sai thật rồi. Đây, hiện tại là cái ống máu của mình là màu đỏ, cái thanh nó trên các bạn thấy chưa? Và cái ống màu xanh chính là khi đấy mình sẽ gồng kỳ lên nha. Gồng lên. Đầy. Và hiện tại là bây giờ mình đã có những cái thứ này rồi. Thực sự thì có lẽ là mình không có cần phải làm mấy cái này đâu. Vì hôm nay chúng ta khi mà mình làm rồi mình thấy mới có một cái đặc biệt nhá. Có một cái rất là đặc biệt các bạn à. Đây. Ôi cái con gì kìa. Cái con gì, từ từ để mình grab xong cái này cái. Mày. Oh yeah. Mình chỉ cần grab mấy cái này để hỗ trợ mình khi mình lấy đồ thôi, chứ mình cũng không có cần chặt cây nhiều đâu các bạn à. Ok, cái con gì kìa các bạn. Hình như là cái khủng long trong Dragon Ball á. Ôi nó mất tiêu rồi. Uầy, mày đâu rồi? Ủa, nó đâu rồi? Mày mới thấy nó đây mà. What? Nó mất tiêu rồi các bạn. Wow, nó biến hình rồi. What? Nó đi mất tiêu rồi. Rồi, và tất nhiên là hãy nhớ ủng hộ mình nha các bạn. Mình sẽ làm nhiều thử thách sống thần hơn cho các bạn xem. Và tất nhiên là các bạn phải từ từ, các bạn cứ phải bình tĩnh. Vì mình làm thử thách sống thần là không phải mày, tao Son Goku đi nhá. Vì chúng ta là thử thách sống thần cho nên là phải từ từ. Bạn nào cũng có phần hết. Các bạn yêu cầu mình làm sống thần gì thì đều cũng có hết. Và bây giờ thì mình sẽ cố gắng đào một ít. Rồi sau đó mình sẽ đi tìm một cái làng thật sự rất là tuyệt vời cho các bạn kiếm đồ trong đó, hôi của. Các bạn giờ đặt biệt danh của mình là Slenderman hôi của rồi. Buồn vãi. Tự nhiên mình đi hôi của mang dân làng thôi. Các bạn kêu mình là Slenderman hôi của. Ui đây có than nè. Rồi thôi, nói chung là mình không có cần phải lấy than đâu. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên. Các bạn thấy mình bay ghê chưa? Ok. Có một cái làng kìa các bạn ơi. Mình bay lên như vậy thì mình sẽ dễ dàng mình thấy được cái làng hơn. Nhiều bay cái này nó hơi chậm. Ok, mình sẽ vào cái làng này mà mình kiếm có cái gì không? Uầy. Con nào tấn công mình không? Hồi nãy mình gặp cái con khủng long đó, mình kinh khủng thiệt chứ. Khủng long Dragon Ball đó các bạn, con khủng long đó hình như các bạn nào đã từng coi phim Dragon Ball 7 viên ngọc rồng rồi thì các bạn sẽ nhận ra được cái con rồng đó thôi. Uầy, ở trong đây mình sẽ kiếm một cái làng, một cái chỗ đổ hôi của. Có luôn rồi. Phòng gần vậy. Để mình vào đây coi có cái gì hay không. Wow. Cái này là những cái bộ đồ mình biến hình nè. Cái này mình có thể biến hình nè các bạn. Mình có thể biến hình Son Goku. Rồi Son Goku, Son Goku chim. Rồi. Ở đây có căn đổ văn nữa các bạn. Căn đổ văn nữa, mình sẽ lấy luôn. Đâu để mình coi coi. Này là mình sẽ biến hình Super Saiyan 4 nè. Super Saiyan 3 nè. Super Saiyan God nè. Super Saiyan Ro nữa là cái thằng Goku mà giải dạng á, là cái thằng tên gì mình quên mất tiêu rồi. Nó tạo ra thằng Goku, nó kiểu như nó lấy xác của Goku á và có một con khủng long. Và nó tạo ra. Nói chung là mình có con Dragon Ball Super. Đó, mình có biết, mình theo dõi rất là lâu rồi các bạn à. Mình đã coi hết tất cả luôn rồi đó. Bây giờ thì mình đang đợi thôi.
Quay xong rồi mà Super Saiyan gì yếu gì vậy? Ờ nhưng mình chưa biến thành Super Saiyan mà. Ok, và đây là căn đấu văn. Woo, quay căn đấu văn bay được đây. Căn đấu văn bay được nè các bạn. Damn. Ui, đáp xuống, đáp xuống. Đây căn đấu văn có thể bay được các bạn ơi. Phải. Oh yeah, yeah. Ta đã cưỡi căn đấu văn đây, mình là Son Goku nè các bạn. Đấy, chín, vô, né ra, né ra. Rồi, đáp xuống. Ôi, đáp xuống, nhảy xuống. Và mình lấy nó lại sao ta? À, lấy nó lại như thế này. Yeah, mình đã có một cái căn đấu văn rất là tuyệt vời rồi. Ờ, mà mình không đói thì máu của mình làm sao tăng được ta? Máu của mình nó càng ngày càng tụt kìa. Ôi, nó biến mất rồi. Ôi, ủa, cái này là một cái làng khác nữa hả? Vào coi còn cái gì nữa không? Ô, một cái rương. Ở đây có kim cương nè các bạn ơi. Cái này là cái gì đây? Ô, chiêu Kamehameha Galigan. Này là Galigho của Galig nè, của Vegeta. Legend Diary Plus là của cái thằng Lori. Ô, Black Kameha. Ô, cái này của thằng Black nè các bạn. Và đây, ok. Còn cái này là, ô, cái này hình như là mình biến thành khỉ các bạn. Rồi, cứ lấy đi. Chúng ta cứ lấy đi, đừng quan tâm. Ho. Có lẽ hôm nay là mình sẽ không có cần những cái bộ giáp phế vật nữa đâu. Bây giờ mình đã trở thành Son Goku rồi các bạn ạ. Oh yeah, và có lẽ là tất nhiên bây giờ mình sẽ xây một cái căn nhà cái đã. Rồi lát nữa chúng ta phải chiến đấu với những cái người mà xâm chiếm hành tinh của chúng ta thôi. Các bạn đã biết là ai sẽ xâm chiếm hành tinh trái đất này rồi, đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ xây căn nhà của ông Quy Lão Tiên Sinh, lão rùa, rồi sau đó mình sẽ trở lại nha. Cuối cùng thì mình đã xây xong cái căn nhà Kame House của ông thằng rùa rồi các bạn. Và tất nhiên khi mà mình đã xây xong căn nhà này thì mình chính là đệ tử của ổng rồi. Cho nên là mình đã có thể được cái chiêu đó là Kamehameha. Yeah, ở đây Kamehameha, nhưng mà mình sẽ để lại đây ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi xung quanh coi. Ở bên bay xuống. Cái chiêu bay này á, xài liên tục rất là nguy hiểm. Nó sẽ làm cho máy của mình bị đứng. Ôi, các bạn. Ôi. Ôi, cái gì mình nhìn, cái tháp gì mình quen vậy? Để từ từ mình đi lại gần coi. À, cái này là tháp Karin, tháp của ông thằng mèo. Còn ở trên chính là cái ngôi đền của ông thượng đế. Wow. Ủa, mà theo mình nhớ trong chuyện là trong phim hoạt hình luôn á, là cái tháp Karin này rất là cao. Mà cái của ông thượng đế còn cao hơn nữa, mà tại sao nhìn nó thấp chấm vậy ta? Ôi trời đó. Ô, mình gặp được tháp Karin rồi. Ui, con khủng long này. Mày thích tao lắm à? Mày thích tao lắm hả? Đấm mày chết nè. Đấm mày vỡ mồm. Ui, khói con gì kìa. Ui, đi ra nè. Cái con này, mình phải đấm với chân nó mới được các bạn à. Thôi bỏ, cãi nó đi. Ủa rồi, tháp Karin của tao đâu? Phong tụi mày. Tao đùa với tụi mày à. À đây rồi, tháp Karin đây rồi. Đùa với tụi nó à, mấy cái con này. Cù bắp. Rồi bây giờ mình sẽ leo lên cái tháp Karin nha các bạn. Nhìn lên. Mấy con này nó cứ đuổi theo mình. Ok, nó không có đuổi nó. Ui, cái con kia nhìn mặt nó ghê các bạn. Khủng long kìa. Uầy. Ui, sao cái này của mình nó bị gì chứ ta? Rồi bây giờ thì mình sẽ leo lên cái tháp Karin này nha các bạn. Mình sẽ leo lên như bình thường luôn. Ok. Rồi. Đây mình sẽ chuyển cái góc này chơi cho nó phê. Rồi xuống, leo lên. Uầy. Haha. Hiện tại là mình đang leo lên cái tháp Karin. Tất nhiên mình sử dụng căn đấu văn hoặc là mình bay lên á thì nó đơn giản rồi. Nhưng mà mình sẽ làm như vậy giống như với cốt truyện của game luôn, có phim luôn chứ lộn. Cốt truyện của phim. Yeah, và mình đã lên tới tháp Karin rồi. Ôi, ở đây là ở đâu đây? Để mình tìm cái đường. À, đây có đường đi lên nè. Yeah. Ồ, giống y trong truyện luôn các bạn, có một cái cầu thang đi lên nè. Quay. Quay, ông thằng mèo Karin. Ông cho con cái nước gì quên rồi, thủy gì quên mất tiêu rồi. Cái nước gì mà uống vô là mạnh lên đó ông. Cho con đi ông, cho con đi. Con muốn là mạnh hơn nữa, mạnh hơn, thật là nhiều hơn nữa. Ông ơi, ông thằng mèo cho con đi ông, để mình chuyển qua mình coi. Ông thằng mèo. Ông ơi. Ủa sao không trả lời ta? Để mình thử xin ổng coi. Ồ, ở đây là ổng cho mình. Ông nè, thằng mèo Karin nè các bạn. Cái từ này thì mình không biết, nhưng mà ổng sẽ cho mình là Nimbus, là giống như cái hồi nãy là căn đổ văn, hoặc là hai viên Senju. Thì
thì mình có cần đổ băng rồi, mình sẽ lấy Senju thôi. À ha ha, mình đã có Senju rồi, thôi cảm ơn ông thằng mèo nha. Dạ con cảm ơn ông, cảm ơn ông. Bây giờ con phải lên trên kia để gặp thượng đế rồi. Bye bye ông. Rồi con sẽ mạnh hơn nữa. Rồi có lẽ là mình sẽ sử dụng căn đổ văn để mình bay lên nha các bạn. Quay quay lên 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 lên. Mình sẽ lên trên và mình sẽ gặp ông thượng đế. Để mình xem coi ông thượng đế có giúp gì cho mình hay không. Lên nào. Lên 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 lên. Let's go. Ôi ôi. Tới rồi, tới đền. Tới đền thượng đế rồi. Ôi 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 ôi. Xuống 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 xuống. Ôi. Tới đền rồi. Tới ngôi đền rồi. Ở từ từ để mình chuyển qua. Ê căn đổ văn. Bay mày bay à. Rồi ông thượng đế rồi. Ôi thượng đế. Ông này là gì? Kamin Sama gì á, mình không nhớ tên, nhưng mà ổng, mình chỉ biết là ổng là thượng đế. Ổng là một phiên bản hèn của Piccolo. Oh yeah. Oh thượng đế rồi, thượng đế. Ông ơi để mình suy xung quanh cái này coi có gì đâu nha. Ủa sao không có gì hết vậy? Không có gì hết. Rồi giờ bây giờ mình phải học võ với ổng thôi các bạn à. Mình phải học võ với ổng thôi. Tất nhiên rồi, mình phải học võ. Và tất nhiên là mình phải ngồi đây mình thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây. Các bạn đã từng coi bộ từ coi từ phần đầu tiên đó, các bạn sẽ thấy là mình sẽ phải ngồi thanh tịnh ở đây. Và mình sẽ phải học đến cái bản năng. Đấy, bản năng phải gọi tâm thanh tịnh. Và mình sẽ né được đòn tụi nó, không cần phải nhìn. Hiện tại là cái này là gọi là đang học chiêu, học cảm nhận được ki đó các bạn. Ok, và mình tất nhiên phải ngồi để học rồi. Ôi, ôi mệt quá. Ôi, dòng thứ 1000 rồi. Ông thằng Kami ơi. Ôi, con chạy được 1000 dòng rồi. Và từ thời gian con lên đây ở với ông á, thì con đã học được một cái chiêu đó là cảm nhận được ki của người khác. Và hiện tại là con đang cảm nhận ki của ông. Ki của ông rất là mạnh. Mà thôi, bây giờ con phải trở về nhà của con thôi. Không là lỡ có ai tới xâm chiếm thì không biết phải như thế nào nữa. Thôi, ông có cho con gì không? Ui, ông không cho mình gì hết. Thôi, tạm biệt ông thằng Kami nha. Cảm ơn ông rất là nhiều là đã dạy cho con cái chiêu đó là cảm nhận được ki của người khác. Rồi, bây giờ thì cưỡi cần đổ văn về thôi. Bye bye ông. Rồi về nhà thôi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ôi khoan. Hình như là mình cảm nhận được khi của một người nào đó rất là mạnh gần ở đây. Khi của một người rất là mạnh gần ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Hình mình cảm nhận được rồi, mình cảm nhận được rồi. Xuống xuống xuống. Từ từ để nó đáp xuống, để nó đáp xuống. Rồi, mình đã cảm nhận được khi của một người rất là mạnh. Hình như đằng kia. Phải không ta? Hình như đúng rồi, đúng rồi. Ai đây? Đây là ai đây? Mình nhớ rồi, thằng tóc dài. Rồi thằng tóc dài mà đeo cái cặp kính này chỉ có thể là thằng Raditz, anh trai của Kadik. Anh trai em trai gì đó mình cũng không biết, anh trai của Vegeta các bạn. Vậy nó là Raditz các bạn. Raditz. Ui, từ từ, bình tĩnh. Mày nè. Raditz. Ui. Nó rất là mạnh. Và mình không thể ăn cái gì để hồi máu cả. Trời ơi, không ổn rồi. Cứ như thế này là mình không có thể nào hồi máu được. Chết rồi. Ôi. Hồi máu. Mày nè. Tụi nó rất là trâu. Ui, sao mà Raditz đông vậy? Ui. Từ từ. Mình đã có chiêu Kamehameha rồi. Tại sao mình không xài đi nhờ? Đây, mình sẽ dụ tụi nó ra ngoài xa một tí. Ra đây, tao không muốn banh cái căn nhà Kamehameha của tao thôi. Tới đây. Rồi, Kamehameha. Ui trời, mình bị dính luôn. Còn Kamehameha. Oh my god. Châu vậy, Kamehameha. Ui, tụi nó mạnh lắm. Nên vừa bay lên mình vừa chưởng nha. Kamehameha. Ui chết con cụ. Mày, Kamehameha nè. Kamehameha, sao tụi nó châu vậy? Mày nè, đây là cuộc chiến. Đây sẽ là nó khác cốt truyện tí là mình sẽ giết nó chứ không phải là mình sẽ tự sát nha các bạn. Ở trong chuyện là mình sẽ ôm nó và để cho Piccolo đánh. Nhưng mà lần này là sẽ khác. Tại vì ở đây không có Piccolo. Không Piccolo các bạn à. Đâu rồi, nó rồi. Mình sẽ tiêu diệt nó thôi. Mày. Ui, bay lên. Chưởng chúng nó kìa, nó mới chết được. Chúng nó. Mày. Sao nó trâu vậy? Ui nó trâu quá các bạn à. Mình phải gồng ki lên mình mới có năng lượng mình chưởng được. Hồi nãy mình chưởng này là chết hết mấy thằng rồi. Rồi, đâu rồi, một lần nữa mình sẽ cố giết nó. Mày.
Mày, ui, khi của mình đâu? Mình trưởng chúng nó rất là nhiều mà nó trâu quá. Mày, phải cả đạn, trâu thật. Rồi, tất nhiên là mình sẽ giết nó thôi các bạn à, mình sẽ giết nó thôi. Mày, mày ăn cái giống gì mày trâu với gì mày, hả? Mày trâu gì à? Rồi, bây giờ thì cuộc chiến với cái thằng Raditz là đã xong rồi. Tất nhiên là tí nữa sẽ có những nhân vật xuất hiện nữa các bạn à. Và tí nữa mình sẽ làm cho nó khác cốt truyện một tí. Rồi các bạn sẽ thấy. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là cái hình dạng mới của mình, siêu Saiyan cấp 3, Super Saiyan cấp 3 thì đúng hơn. Dạ, đây các bạn có thấy mình nè, nhìn đằng sau lưng mình nè, tóc dài nè, đuôi có đuôi luôn các bạn. Mình có đuôi luôn nha, tóc dài luôn nè. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ ra ngoài. Hiện tại ở ngoài các bạn biết có ai ở ngoài đâu không? Chính là Vegeta và thằng Nappa. Hai thằng. Rồi, Vegeta và Nappa. Mình sẽ sử dụng một chiêu mới nữa, Kamehameha của mình nó cùi quá. Mình sẽ sử dụng cái chiêu, à đúng rồi, Garlic Run là cái chiêu của cái thằng Vegeta. Ok, và mình đã có sức mạnh rồi nè, mình có thể đánh tay không với tụi nó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cắt cái căn đổ vằn này vào. Ờ đúng rồi, có kiếm để làm cái gì mà không đánh được nó. Và đầu tiên mình sẽ đánh với cái thằng đầu chọc Nappa. Nappa, ồ chết queo rồi, yếu xìu đấy. Vậy thì mình sẽ sử dụng cái Garlic Run này. Chào. Ồ, ồ nó còn sống. Mình tưởng nó chết rồi. Mình tưởng mới một chiêu mà nó đã chết rồi. Ở đây có Vegeta nữa nè các bạn. Ô Vegeta đầu hói. Hãy cướp. Vegeta đầu hói kìa vậy. À không phải, nó có tóc. Nó có tóc đó các bạn. Đằng sau lưng nó có tóc đấy. Garlic Gun. Đây là Garlic Hole. Chiêu Garlic Hole của Vegeta mà mình đang sử dụng. Đấy. Mày. Ui sao chết hết mấy thằng thì phải. Mà sao mình sử dụng kiếm mình chém nó có một cái à. Oh yes. Chết. Mà sao mình tiệt kêu mình trưởng nó không chết ta. Ui mình trưởng nó chết hết mấy que nè. Ha ha, cuộc chiến này là phải như vậy đấy các bạn. Cuộc chiến là phải như vậy. Rồi, để mình coi coi còn thằng nào ở đây nữa không. Chưa gì mình trưởng nó chết queo hết rồi. Và đố các bạn, hiện tại là mình đang ở Super Saiyan cấp mấy. Ha ha, mình có cái đuôi nè các bạn. Các bạn thấy mình có cái đuôi không? Đó, và người của mình đã tóc sửng sửng lên rất là đẹp. Và hiện tại chính là siêu Saiyan cấp 4 các bạn à. Wow, rất là tuyệt vời. Và đằng kia là đồng bọn của Frieza. Đấy, Kadik Vegeta xong rồi. Sao bây giờ đến Frieza. Và mình sẽ sử dụng cái chiêu đó là chết rồi, Black. Cái này là chiêu Black Kamehameha. Nhưng mà chiêu này mình sẽ đợi khi mà mình biến thành Super Saiyan. Ui, nó trưởng kìa. Nó trưởng được. Vãi. Còn này là Super Saiyan 4. Đúng rồi, Super Saiyan 4. Ui, nó trưởng. What? Nó bay được luôn. Mày bay nè, bay không? Mày bay không? Mày bay không? Ui nó bay sao mình chửi được chúng nó được. Mày bay không hả? Thằng kia. Thằng kia. Thằng kia. Chết. Mày bay không? Mày bay không? Cái chiêu này là cái chiêu gì mạnh vậy? À, chiêu này là Legend Blast là của thằng Rolly các bạn, nó chửi rất là nhanh. Mày lên thiên đàng. Nhưng mà nó rất là hao năng lượng. Rất là hao. Bây giờ mình sẽ bay lên đằng kia và mình sẽ tìm cái đồng bọn của Frieza. Và lát nữa mình sẽ pon Frieza nè, các bạn thấy không? Lát mình sẽ pon Frieza ra. Còn phòng trời mưa nữa. Ui sao trời mưa mà tụi nó cháy rồi. Ôi ôi. Mày Frieza và đồng bọn. Đây là Frieza và đồng bọn. Ui nó bay kìa. Đồng bọn nó bay kìa các bạn. Ui. Ủa sao Frieza và đồng bọn à. Đồng bọn nè. Đồng bọn. Ui mình trưởng không trúng nó. Phòng. Đó chết rồi. Rồi mình sẽ gồng ki lên. Chào. Mình đã gồng ki lên rồi. Frieza và đồng bọn. Ui đồng bọn nó biết bay kìa. Vãi cả linh hồn. Đồng bọn nó biết bay luôn các bạn. Damn. Mày biết bay cũng chết thôi. Đồng bọn Frieza và đồng bọn. Đây là những cái đồng bọn của nó. Wow. Frieza nè. Mình sẽ sử dụng cái chiêu này. Chiêu này cù quá. Không được rồi. Mình sẽ đổi là cái chiêu Garlic Gun của Vegeta. Tại vì kẻ thù của Vegeta chính là Frieza. Vegeta nó rất là ghét Frieza. Ôi mình chửi nó không thấm gì luôn các bạn. Mày chết. Mình nhớ rồi, khi mà mình mắc máu mình có đậu thằng Senju mà mình lo gì. Ok, Garlic Gun. Ôi. Mày go các bạn. Các bạn nhìn nè. Bum 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 bum.
Cháu, vô, hồi máu. Mó lẹ. Mày chuối. Mày. Chết. Ghê chưa. Đó là cái tuyệt chiêu của... Ui, đồng bọn của nó đông quá các bạn. Đồng bọn của nó. Frieza và đồng bọn. Ui. Ui, từ. Máu của mình. Ui, mấy cục Galigo. Ui, sao mình lọt ở đây rồi? Mình đang ở đâu đây? No. Chạy. Nó đánh mình mất máu quá trời kìa các bạn ơi. Mình chết đấy. Không đùa đâu. Đồng bọn của Frieza mạnh quá các bạn. Uầy. Lên. Chắc mình phải ăn Senju rồi quá. Rồi ok. Mình sẽ cắt cái xe cái này vô mình ăn Senju được không? Oh, Senju phế phẩm rồi. Phong chết rồi, giờ sao giờ? Senju có như không? Mày đừng có đùa với anh. Mình phải chơi Kamehameha nó mới sợ. Kamehameha. Bum. Kamehameha. Mày. Không suy nhê tụi nó luôn các bạn à. Mấy thằng này trâu vậy. Ủa vậy làm sao mình tăng hồi máu được ta? Bum. Ui. Mấy cục Kame của mình kìa. Nó bay tới như một vị thần và nó đang đào ra một đống luôn các bạn à. Mày. Và đây chính là Frieza. Mình sẽ tạo ra Frieza để mình đi ra đây. Frieza. Ra đây mày Frieza. Frieza. Hiện tại đang là cấp đầu tiên đúng không các bạn? Cái này là cấp đầu tiên phải không? Cấp mà thằng lục mày. Frieza nè. Mình đánh thử coi à. Đánh thử coi. Mày. Ui, nó biến hình rồi. Mình đánh nó mới một cái nó đã biến hình rồi. Đây là cấp thứ hai. Cấp bự. Cấp này là nó biến bự rồi. Nó biến rất là khổng lồ. Mày. Frieza nè. Cấp thứ ba. Ôi, cấp thứ ba là nó đã có thêm một cái gì ở đằng sau đầu nữa các bạn. Nè các bạn thấy nó có đuôi nó dài không? Đó. Mày. Rồi lên đây, tao cho mày biến thành cấp thứ tư luôn. Tới đây. Cấp thứ tư. Cấp thứ tư đẹp nè. Cấp thứ tư này đẹp nè các bạn. Oh my god. Tao sẽ gọi rồng thần ra. Rồng. Ôi sao rồng thần ra mà trời sáng chân à? Ôi. Mày chết luôn đi, yếu xìu. Frieza mà như cọng lúa. Và ông sẽ cho mình gì đây? Một, ủa, quá chừng thứ luôn. Ba cái gì đó, ba cái đậu Senju. Năm cái gì đây, mình sẽ lấy năm cái thứ gì đây? À, năm cái cục này thì mình cũng chẳng biết làm cái gì. Vậy, cha. Ở đây các bạn chỉ cần có key thôi là các bạn có thể trưởng thoải mái. Bập. Và nhân vật tiếp theo là ai đây? Nhân vật này, Frieza, cấp, biến cấp này, cấp 2. Cấp 4, oh my god, chạy thôi. Ho, bây giờ là mình đã trở thành Super Saiyan God rồi các bạn. Đây là Super Saiyan God chứ không phải là Kaioken nha. Không phải là Kaioken. Cho nên là các bạn lưu ý và mình sẽ thử cái chiêu này. Mày, lên thiên đàng. Frieza, xuất hiện mày. Mày. Ok. Quá trâu. Mấy thanh niên này, kiểu như kêu không có làm gì được nó. Mà phải đánh tay nó nè. Biến hình mày, biến hình. Đó, nó đã biến hình rồi. Biến hình, yeah, nó đã biến hình cấp 4 rồi các bạn. Mà sao nó đánh mình đau ghê nha. Quay, từ. Cái chiêu này là mình sẽ bỏ cái này đi. Bỏ cái giáp này ra. Và mình sẽ Kaioken. Không, cái này là Kamehameha X10. X10. Phong chết queo con kia luôn. X10 có khác. X10 hơi bị lag rồi đấy. Mày lên thiên đàng. Wow, X10 khá là khủng. Nhưng mà hao key quá. Hao nội lực quá. Ok. Rồi. Bây giờ còn thằng nào nữa không? Mình sẽ bond ra thêm một dàn. Oh my god. Mày nè, chết. Chết chưa? Đây là Kameha X10 đấy mấy thằng cu. Ôi trời. X10 đấy mấy thằng cu. Để mình bay lên. Oh yeah. Và tất nhiên là lát nữa mình sẽ biến thành Super Saiyan. Cái này là Kaioken rồi đúng không? Cái này là Super Saiyan God đúng không? Mình sẽ biến thành cái thằng giống như thằng Black. Đó là Super Saiyan Gold. Haha. Cái đó là cái gì ta? Nó gọi là gì để mình coi.
Super Saiyan Ghost là cái này nó biến hình theo kiểu Super Saiyan Ghost nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ biến hình theo cái kiểu của thằng kia nha. Rồi từ để mình kiếm chỗ nào mà vắng vẻ mình biến hình cho nó đẹp thôi. Đứng với mấy thằng này nó đánh mình sắp mặt hết. Go, trời mưa rồi, sắp sóng thần rồi đấy các bạn. Ok, và 1 2 3. Và đây chính là Super Saiyan Ghost. Hả, là màu hồng BD các bạn. Super Saiyan màu hường. Vãi thật chứ. Nghĩ sao mà lại có Super Saiyan này không hiểu nữa. Mà các bạn có thấy cái đuôi của mình không? Các bạn có thấy cái đuôi chưa? Đấy. Cái đuôi rất là một là điểm nhấn đấy các bạn. Và mình ở đây có Goku nữa nè. Hello Goku. Nó không có đánh mình các bạn. Mà mình đập nó một cái nó chết queo rồi. Tụi nó khá là yếu. Haha. Tại vì giờ mình có sức mạnh rồi cho nên là mình chỉ đập mấy này là một cái thôi. Ok, bây giờ mình sẽ về nhà và đợi sống thần thôi. Và về nhà thì đúng rồi. Quên đó. Mình có một cái chiêu mới. Đó chính là Kaizen gì Kaizen gì của thằng Killin á, có thể cắt đứt một quả núi. Bùm, ghê chưa? Hay hay bắn ra chưa? Rồi bây giờ thì mình sẽ cưỡi cân đấu văn và mình sẽ trở về căn nhà Kamekame House của mình. Các bạn có thể thấy được đây là cái thằng Super Saiyan Ghost mà đang cưỡi cân đấu văn. Khá là hư cấu. Ui, xuống. Đáp xuống. Quay, lấy lại cân đấu văn. Cân đấu văn rất là quan trọng nha các bạn. Nó rất là tiện cho cái việc mình đi lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào nhà và đợi sống thần thôi nhé mọi người. Mình sẽ ở Super Saiyan Go này luôn. Ok, và mình sẽ đứng đây và mình đợi sống thần. Ta sẽ đợi sống thần tới và trưởng banh cái sống thần luôn. Rồi, sống thần Dragon Ball. Không biết là nó có xuất hiện không nè. Sống thần 7 viên ngọc rồng nha các bạn. Đấy, mình sẽ đặt là Dragon Ball hay là sống thần Goku ta. Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà đây là một cái sống thần rất là đặc biệt, rất là dị. Sống thần 7 viên ngọc rồng thì nó dài quá. Ui, nó tới rồi kìa. Các bạn thấy sống thần chưa? Và mình có một cái đuôi rất là dễ thương. Lát nữa chúng ta sẽ nhìn lên mặt trời. Lần này sẽ... Bình thường là nhìn lên mặt trăng là sẽ biến thành khỉ đúng không? Mình sẽ nhìn lên mặt trời. Bây mình sẽ biến thành khỉ cho các bạn xem. Và đây là Super Saiyan Ghost. Oh yeah. Quay, lùi lại. Sống thần đang tới. Không sao, chúng ta đã có kinh công rồi. Đừng lo. Đây là gọi là sống thần gì ta? Sống thần 7 viên ngọc rồng. Lát nữa tất cả mọi nhân vật sẽ xuất hiện. Come on, sống thần tới đi nào, come on. Quay. Mày. Mình đang trưởng đi tùm lum chỗ hết á. Mày, ui, mắc. Ui, sống thần nó chạy tới lâu quá các bạn à. Sống thần gì mà cùi méo quá, chạy tới lâu quá. Mình sẽ trưởng sống thần. Kamekame House. Ui, Kamekame 22 chứ, lộn hoài. Ủa, sao nó không có xiên dây gì hết nha. Mày, sống thần nó không có... Ui, cái con Dragon, mày điên à. Mày có ăn được cái Kame của tao chưa mà mày điên à. Ui. Thôi, nhảy vô sống thần luôn đi. Nhảy vô sống thần. Quái, mình đang gồng khi lên nè các bạn ơi. Nhảy vô sống thần thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên nha các bạn. Yeah, lên trên thôi. Nhìn lên. Và hiện tại là mình đang ở một cái bộ dạng mới. Tí nữa mình lên bờ, mình lên trên mình sẽ cho các bạn xem. Máu mình rất là nhiều cho nên là cái việc mà mất máu không sao cả. Ok, và đây. Một binh đoàn Dragon Ball Super. Ở đây là có rồng sen long nè. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem được cái bộ dạng của mình. Và mình đã trở thành khỉ đầu đàn rồi các bạn. Mình đã trở thành con khỉ nó bự cho bá luôn. Khỉ này nó bự lắm. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Mình đã, khi mà mình nhìn vào và mình đã trở thành con khỉ. Và con khỉ này không phải là khỉ bình thường, mà khỉ này là khỉ Super nha các bạn. Super. Cho nên nó rất là khác. Đấy, kiểu như khỉ Super Saiyan vậy đó. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển lại cái này để cho các bạn dễ nhìn thấy hơn. Đằng đây sẽ có là binh đoàn người Namek. Đó, đây là những cái người mà binh đoàn kiểu như các bạn đã từng coi cái tập mà lúc mà Son Goku lên lên hành tinh của người Namek đó, là sẽ có một nhóm người bảo vệ những cái ông chùm của người Namek nè, vua của người Namek. Đó là mấy thằng này. Và nó sẽ không đánh mình. Lần đây có Shenlong đang đứng y như là cái tượng vậy đó. Và đây là Vegeta, hồi nãy các bạn đã thấy rồi. Ok, bây giờ mình sẽ ở đây mình có sử dụng được Kaioken nè các bạn. Kaioken 10x. Và Kaioken này cũng chả biết sao dính nước, nó cứ giật hoài các bạn. Và khi có Kaioken thì mình sẽ mạnh lên khá là nhiều. Nhưng mà nó khi mà nó đụng Kaioken, mình có Kaioken nhưng mà nó như shit thì các bạn, nó yếu vãi cái chữ, nó không có làm gì được luôn á. Đây, nó cứ giật. Thôi, không sử dụng Kaioken nữa mà chúng ta sẽ sử dụng Chiu. Cái này nó hơi khó một tí là mình không bay lên cao được.
Đó, các bạn sẽ sử dụng cái này. Mình sẽ chỉ vặn key lên. Vặn key lên. Thật thời luôn, cái chiêu này nó với cái vặn key nó khác. Nó cùng một tay nên mình không có sử dụng được. Rồi, vào đây. Cái chiêu này là của Krillin nè. Chiêu của Krillin. Chiêu. Các bạn thấy không? Chiêu này của Krillin là các bạn nhớ không? Bạn nào đã từng xem Dragon Ball là các bạn sẽ biết được cái chiêu của Krillin. Đó là cái chiêu phóng đĩa đất, đứt ngọn núi. Ủa, quên. Cái nút này nó nhỏ quá cho nên mình bấm hụt rồi. Đó, các bạn thấy không? Oh my god, mình phóng mình không chứ mình phóng ai đâu. Ở đây thì mình sẽ có Black Kamehameha. Là đây là chiêu của thằng Black. Ok, để mình gồng khi lên cái mình sẽ bắn lên trời coi nha. Oh my god. Oh, nó đuổi theo mấy thằng kia nè các bạn. Nó đuổi theo nè. Đúng rồi, nó đuổi theo, kêu này đuổi theo nè. Mày tao chỉ cần nổi lên thôi là tụi bay chết chắc. Giờ sao mình một tay mình nổi lên mà một tay mình có thể bắn được ta? Hai chiếc kêu nằm một bên. Đầu phòng nó chơi vậy sao chơi? Chết chưa? Đây mình sẽ sử dụng Kamehameha 10x. Mày, kêu này không có dí nha các bạn, kêu này không có dí, mình chưởng tầm bậy thôi. Oh yeah. Bup. Rồi, mình có cách rồi, mình cứ đi lại tụi nó là mình sẽ gồng lên. Ê, mình sẽ gồng khí lên. Gồng khí lên anh em. Mày. Châu vải. Kamehameha Black nè. Kamehameha Black. Bup. Các bạn nhìn đi nhìn được. Một quả bom. Rồi, mình sẽ cho cái Relic này. Relic này nó nổ. Oh yeah, nổ hết rồi các bạn, chết queo hết không? Ghê chưa? Rồng thần hả? Anh cho mày nổ luôn. Oh my god. Rồi, thì có lẽ là mình sẽ dừng cái video này tại đây thôi. Nãy giờ là cho các bạn thấy được là rồng thần, ơi, sóng thần Dragon Ball là như thế nào rồi. Rồi, và tất nhiên là sóng thần này rất là dị và rất là hay đúng không? Bạn nào là fan của Bảy Nhân Vật Rồng là các bạn chắc chắn sẽ biết được tất cả những nhân vật trong đây. Và bạn nào biết được hết tất cả những nhân vật trong đây thì hãy comment ở dưới cho mình biết nha. Rồi, lên quay lại mình chào các bạn cái đã. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình nha. Ui đâu rồi. Và nếu các bạn thấy video này hay á thì đừng quên là để lại một like như một đăng ký cho mình để ủng hộ mình nha các bạn. Về tụi nó đang bu mình kìa. Và nhớ đăng ký kênh, like video cũng như là chia sẻ video. Nhớ là xem hết quảng cáo, xem hết video để ủng hộ mình nha các bạn. Và bạn nào còn có thử thách gì hãy comment ở dưới cũng như là gửi qua Gmail cho mình. Ok, và hẹn gặp lại các bạn như sau nha. Bye bye.